Theo tờ Marca, một số ngôi sao lớn của bóng đá nữ thế giới đã tích lũy được cho mình khối tài sản cá nhân đầy ấn tượng. Họ sẽ là những người giàu nhất tại World Cup nữ 2023. Mặc dù tiếp tục tồn tại sự chênh lệch lớn về tiền lương giữa bóng đá nam và nữ, nhưng hiện nay, nhờ những đãi ngộ và chính sách quản lý từ cơ quan bóng đá thế giới FIFA đã giúp giải quyết phần nào vấn đề này. World Cup nữ và nền bóng đá nữ toàn cầu đã có mức độ phổ biến ngày càng tăng, dẫn đến nhiều sự quan tâm về bản quyền truyền hình, doanh thu bán vé và các thỏa thuận thương mại khác như tài trợ. Vì lý do đó, người ta dự đoán rằng tiền lương sẽ tiếp tục tăng trong bóng đá nữ. Tại World Cup nữ 2023 ở Úc và New Zealand sắp tới, đang có những ngôi sao được trả lương cao nhất sẽ góp mặt. Sự tài năng và sức hút của các nữ cầu thủ đang góp phần làm lan tỏa bóng đá nữ khắp toàn cầu, qua đó cũng giúp họ được hưởng lợi về mặt kinh tế khi trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá nữ. Chúng ta có thể kể đến những cái tên nổi bật như Alex Morgan, Megan Rapinoe của đội tuyển nữ Mỹ hoặc là Marta của Brazil. Những nữ cầu thủ đã tích lũy cho mình khối tài sản cá nhân từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tờ Marca cũng chọn ra 5 nữ cầu thủ tiêu biểu và được cho là có khối tài sản rất lớn, giàu nhất tại World Cup nữ 2023 sắp tới. 1. Megan Rapinoe, 3,7 triệu đô. Đứng đầu là Megan Rapinoe, nữ cầu thủ hiện đã 37 tuổi, có một sự nghiệp đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở cấp độ quốc tế. Cô đã thi đấu cho đội tuyển nữ Mỹ tại 3 kỳ World Cup, giành 2 chức vô địch năm 2015 và 2019, cùng đoạt huy chương vàng Olympic 2012. Megan Rapinoe cũng đoạt danh hiệu quả bóng vàng Ballon d'Or năm 2019. Megan Rapinoe là nữ cầu thủ có sức ảnh hưởng rất lớn trong nền thể thao Mỹ. Cô trở thành biểu tượng trong bóng đá nữ. Những bản hợp đồng thi đấu của Megan Rapinoe cho đến nay có trị giá lên tới 445 triệu đô la Mỹ và có giá trị ròng khoảng 3,7 triệu đô theo tờ Marca. 2. Alex Morgan, 4 triệu đô. Đồng đội của Megan Rapinoe ở đội tuyển nữ Mỹ là tiền đạo Alex Morgan, hiện 33 tuổi, cũng có một sự nghiệp thi đấu vô cùng ấn tượng. Cô đã ghi 121 bàn sau 206 trận cho đội tuyển nữ Mỹ sau lần ra mắt đầu tiên năm 2021. Alex Morgan sẽ dẫn dắt hàng công đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup nữ 2023, đặt mục tiêu lần thứ 3 vô địch liên tiếp sau 2 kỳ lên ngôi tại World Cup nữ 2015-2019. Alex Morgan hiện kiếm được khoảng 450.000 đô la mỗi năm và có tài sản ròng trị giá khoảng 4 triệu đô. Amandine Henry, 7 triệu đô. Nữ cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển nữ Pháp là Amandine Henry cũng nằm trong số các ngôi sao nữ có thu nhập cao và tài sản ròng trị giá hàng triệu đô cũng xuất hiện tại World Cup nữ 2023. Trong đó, Amandine Henry đang khoác áo câu lạc bộ Angel City FC của Mỹ, có mức lương hàng năm là 390.000 đô la và có tài sản ròng trị giá khoảng 7 triệu đô la. Câu lạc bộ Angel City FC mới chỉ được thành lập cách đây 2 năm, nhưng đặc biệt được đồng sở hữu bởi các nữ diễn viên tên tuổi Natalie Portman, Eva Longoria và các cựu cầu thủ nữ Mia Hamm, Abby Wambach cùng với nữ vận động viên quần vợt tên tuổi Serena Williams. 4. Wendie Renard, 10 triệu đô. Wendie Renard sẽ là đội trưởng của đội tuyển nữ Pháp tại World Cup nữ 2023. Cô cũng là đội trưởng câu lạc bộ nữ Lyon, đội bóng thành công nhất trong bóng đá nữ châu Âu cấp câu lạc bộ, với 14 chức vô địch giải vô địch quốc gia nữ nước Pháp và 8 lần vô địch cúp châu Âu. Nữ trung vệ 32 tuổi này đã có 144 lần khoác áo đội tuyển nữ Pháp và sẽ dự kỳ World Cup nữ lần thứ 3 trong sự nghiệp sắp tới đây. Wendie Renard kiếm được khoảng 400.000 đô la mỗi năm và có tài sản ròng trị giá 10 triệu đô la. 5. Marta Vieira, 15 triệu đô. Nữ cầu thủ tên tuổi còn lại là Marta Vieira da Silva của Brazil, hay chỉ gọi tắt là Marta, được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nữ. Cô hiện 37 tuổi và đang chơi cho câu lạc bộ Orlando Pride của Mỹ. Mức lương mỗi năm khoảng 400.000 đô la và có giá trị ròng tài sản khoảng 13 triệu đô. Marta vẫn tiếp tục dự World Cup nữ 2023 trong màu áo đội tuyển nữ Brazil. Đây cũng là kỳ World Cup nữ thứ 6 trong sự nghiệp của nữ cầu thủ tên tuổi này. Marta hiện ghi 115 bàn sau 174 lần khoác áo đội tuyển nữ Brazil và có 6 lần đoạt danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Cô vẫn đang tìm kiếm danh hiệu vô địch World Cup nữ lần đầu tiên trong sự nghiệp cho mình. sau lần Á quân năm 2007. Vừa rồi là 5 nữ cầu thủ giàu nhất tại World Cup nữ 2023. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!